Nhắc đến Quảng Nam, Đà Nẵng, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến mì Quảng, món ăn đặc sản nổi danh của vùng đất này. Mì Quảng không giống phở Bắc, cũng chẳng giống bún bò Huế hay bún ốc Hà Nội. Mì Quảng có nhiều loại khác nhau, nhưng hương vị đặc trưng của nó thì không lẫn vào đâu được. Hòa quyện cùng cọng mì trắng ngà, mềm mại là vị thanh ngọt và béo của nước hầm xương mà người dân địa phương vẫn hay gọi là nước lèo. Dường như mì Quảng luôn có mặt trong mỗi bữa ăn hàng ngày của người dân nơi đây như một thói quen, như thứ đặc sản dùng để tiếp đãi khách, bạn bè phương xa. Chính điều này cũng như một nét hấp dẫn riêng níu chân du khách mỗi khi có dịp ghé thăm mảnh đất thân thương này. Ngon là từ những cái rau cải, những gia vị mà ướp và giống như là thịt gà ướp nó thấm, cái sợi mì nó nhỏ, nó chan cái nước vô thấm rất là ngon. Chị có thích cái quán mì Quảng này ở đây, tại vì cái gói mì Quảng này nó có tiếng lắm, tại vì em ở bên Mỹ em về mà nó có tiếng từ bên Mỹ á, nha. Và khi lên cái nó lên cái Facebook á, để cái quán đặc sản ở đâu của Đà Nẵng này, có trong đó có cái quán mì Đà Nẵng, cái quán mì Quảng này. Thưa quý vị và các bạn, mì Quảng là một món ăn nổi tiếng của người Đà Nẵng. Ngày nay với sự phát triển của kinh tế thị trường thì mì Quảng đã được phát triển và được mở rộng tại rất nhiều địa phương trên cả nước. Chúng ta có thể ăn mì Quảng tại Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn đặc sản mì Quảng tại một nhà hàng trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Và ngày hôm nay thì cô Tâm sẽ đồng hành cùng với chúng ta và sẽ chia sẻ cho chúng ta các loại nguyên liệu cũng như là cái cách làm ra món mì Quảng này, quý vị và các bạn nhé. Cô có thể chia sẻ cho khán giả của chương trình được biết là để làm ra món mì Quảng thì chúng ta cần những loại nguyên liệu nào đúng không? Như quán ở nhà cô là có 3 loại: mì tôm thịt, mì gà và thêm một loại nữa là tổng hợp của hai cái này, tức là có 3 loại: tôm thịt, gà và thập cẩm. Cô có thể chia sẻ là nguyên liệu để làm ra mì Quảng này thì là gồm những loại nguyên liệu nào, và cô có thể nói qua một chút là cái cách làm ra các loại nguyên liệu đó được không ạ? Trước hết chúng ta sẽ làm một cái thực phẩm của mì tôm thịt. Thứ hết là chúng ta phải xào tôm, rim tôm lên và xíu thịt heo. Quay lên. Không phải quay, chúng ta thịt tươi chúng ta ướp gia vị vào, muối, hành, tỏi, ớt, gia vị vào và đổ dầu vào xíu lên. Đó là thịt xíu, tôm chúng ta sẽ phở vào, rim lên, nêm gia vị vào, tức là hai loại phần. Để cho nó đầy đủ một cái tô mì chúng ta phải thêm cái gia vị vào nè, và đậu nè, tắp mỡ nè, hành. Và để hoàn chỉnh cái tôm mì tôm thịt nó là ta có thêm là bánh tráng, và bên cạnh đó chúng ta có một cái dĩa rau sống. Tắp mỡ ở đây thì khá là đặc biệt bởi vì có một màu rất là vàng và đặc trưng. Làm thế nào để mình có thể chế biến ra cái loại tắp mỡ như thế này ạ? Thì từ cái thịt mỡ của heo á, chúng ta cắt nhỏ ra, chúng ta cháy lên. Rồi khi đó chúng ta sẽ có bỏ xí một màu của hạt điều á. Màu của hạt điều này thì sẽ nó thật ra cái màu đỏ này. Một chút nước dùng là cũng là một cái quan trọng nhất của một tô mì Quảng đúng không ạ cô? Đúng rồi, nước dùng rất là đặc biệt, là chúng ta phải băm tôm lên, xào lên và thêm nêm muối mà gia vị đường vào thì chúng ta sẽ có một cái nước súp để chan vào ở trong cái tô mì. Mì Quảng có rất nhiều loại khác nhau: mì gà, mì tôm, mì thịt, mì trứng, mì bò. Nguyên liệu chính của món ăn này gồm mì. Mì này dạng sợi to nhưng mềm, rất dễ ăn, màu vàng bóng. Ngoài ra có thể kể đến tôm rim, thịt xíu, trứng, tóp mỡ. Tóp mỡ chưng với nước hạt điều để tạo màu vàng sánh. Mì gà thì có thêm gà ta rang thấm vị. Đặc biệt thành phần không thể thiếu của mì Quảng là đậu phụng rang và bánh tráng mè nướng giòn. Vị thơm của đậu phụng rang và giòn của bánh tráng sẽ làm tăng thêm ý vị cho món ăn đặc sản này.
theo kinh nghiệm của người xưa, ăn mì Quảng phải ăn kèm với nhiều rau sống mới ngon. Nhưng rau sống đúng kiểu mì Quảng phải được kết hợp từ 9 loại rau như cải non mới nụ, xà lách tươi, húng, quế. Giá trắng có thể được trùng chín hoặc để sống. Rau răm, ngò dí với hành hoa thái nhỏ, trộn lẫn với chuối bắp sát mỏng. Tất cả trộn lẫn tạo nên mùi vị đậm đà khó quên. Nước dùng cho mì Quảng được chế biến từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau tùy theo loại mì mà thực khách muốn dùng. Mì Quảng truyền thống thì nguyên liệu chính là tôm tự nhiên và thịt heo tươi. Tôm sau khi lấy đầu, làm sạch để nguyên con thì được ướp cùng với thịt. Một ít tôm được giã nát để cho vào nước, tạo vị ngọt tự nhiên. Mì Quảng truyền thống hầu như rất ít khi dùng đường khi chế biến. Nhưng nguyên liệu sau khi ướp thì được tạo bằng dầu phụng, cho đủ độ thấm và nấu với nước dùng. Nhìn tô mì bốc khói với những chú tôm tươi đỏ mọng, lòng đỏ trứng vàng ươm kết hợp với màu xanh tươi mát của rau sống, thực khách sẽ rất khó cầm lòng. Ngày nay người ta đã khéo léo để tạo ra nhiều loại mì Quảng khác nhau. Mì gà thì thay tôm thịt bằng thịt gà rang, mì ếch thì thay bằng thịt ếch chiên giòn, mì bò thay thịt tôm bằng thịt bò tái. Cô Tâm ơi, cô có thể cho khán giả của chương trình được biết là mì Quảng này thì sợi mì cũng khá là đặc biệt và gần như là không ở đâu có. Mì Quảng này được làm như thế nào, sợi mì được làm như thế nào và làm thế nào để cho nó tạo được cái độ mềm và bóng như thế này ạ? Cái sợi mì này chúng ta phải là xay ngâm gạo, mà gạo chuẩn của nó, gạo chuẩn của sợi mì á, rồi chúng ta xay ra, xay bột ra, rồi chúng ta tráng. Ở đây, ở nhà đây là tráng bằng thủ công, tức là tráng bằng tay. Sau khi chúng ta hòa với cái lượng nước trong cái bột này vừa phải, không có đặc quá và không có lỏng quá. Đặc quá thì nó khô, sợi mì nó cứng, mà lỏng quá thì nó nhão. Cho nên chúng ta phải đổ một cái lượng nước vừa phải thôi. Với món mì gà thì chúng ta cần phải nước súp khác như thế nào ạ? Nước súp của gà là cũng từ gà mà ra thôi. Nhưng ở quán chúng ta đặc biệt là toàn bộ là chúng ta phải nấu gà ta, không có gà công nghiệp. Nó cho nên cái gà công nghiệp là nó bở, nó mềm, nó không có cái dai. Cho nên cái mì cái gà này, cái gà ta này á, là nó dai, nó cứng, cho nên nó ngon. Còn trong cái nước súp của gà này là cũng từ gà ra thôi, mà chúng ta thêm gia vị là vị tinh nè, bột nêm nè. Chứ là thôi nước gà cho nên nước gà nó trong như thế này đây. Đúng không? Mà chính những con gà tươi như thế này là nước nó mới trong. Khách hàng khi mà đến đây thưởng thức, những cái thực khách đến đây thưởng thức thì đón nhận cái sản phẩm này như thế nào ạ? Và hiện nay trên cả nước thì có rất là nhiều quán bán mì Quảng. Theo cô thì đâu là những cái nét riêng có của Đà Nẵng để tạo ra một cái thương hiệu riêng cho mình? Thì nhà cô là xuất xứ là rất là lâu rồi. Từ đời của cô bán là đời thứ ba rồi. Nên từ trong ông nội rồi ba mẹ rồi đấy, cô cũng làm một cái truyền thống của gia đình đó thôi. Từ mì tôm, mì gà, thịt tôm thịt, rồi có thêm cái sở thích của họ là có trứng, là bỏ trứng vào nữa thôi. Bây giờ cô sẽ mời Hải Quế ăn tô mì tôm thịt, thưởng thức mì tôm thịt trước. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Hải sản cũng là một cái sở thích của cháu và cháu sẽ chọn tô mì này ăn và để cảm nhận xem cái hương vị của nó như thế nào ạ. Đây là một tô bánh tráng mì Quảng thịt heo đúng không ạ? Và hải sản thịt heo thịt. Cái cách ăn là cháu sẽ vắt chanh vào đây đúng không? Đúng rồi, cái cách là cũng phải vắt chanh vào. Cái gì đầu tiên là vắt chanh vào này. Trộn đều lên. Còn phồng tôm thì mình sẽ ăn như thế nào? Bẻ ra. Chúng ta sẽ bẻ ra đúng không ạ? Đúng rồi, bẻ nhỏ ra. Bẻ nhỏ ra. Chúng ta cũng trộn cùng. Đúng rồi, trộn cùng. Tại sao mình không trộn bẻ trước ra cho khách ạ? Không, vụn ra rồi nó sẽ là cái thừa. Để y để cho nó đẹp hơn. Và bỏ gia vị. Thích ăn cay nhiều thì bỏ vào nhiều. Đúng là đặc sản của người miền Trung thì có một cái đặc tính đó là đồ ăn rất là cay. Ở đây cháu thấy có rất là nhiều đồ cay, ví dụ như là có loại giấm ớt này, ớt tươi này, bột ớt này. Và ăn kèm với rất là nhiều cốt xay như này nữa đúng không ạ? Và tùy theo khẩu vị của mỗi người thì chúng ta có thể cho một cái lượng ớt vừa phải đúng không? Lạ, mặn lạ thì chúng ta cho vào sau. Giấm ớt này. Ớt giấm.
Còn ai mà không ăn được cay thì chắc là chúng ta bỏ ăn chừng. Không bỏ vào. Và chúng ta trộn lên đúng không ạ? Và bỏ rau vào. Ừ. Rau sống. À, và rau sống. À, khi mà nước nó đã bị nguội như thế này thì rau sống có sợ là nó sẽ không chín được không ạ cô? Đã nguội đó nhưng mà mình để rau nguội đó. Chứ còn nếu đúng ra như khách hàng thì khi mà vừa nóng người ta đã cho rau sống luôn đấy. Và chúng ta ăn tùy ăn, tùy thích. Và chúng ta bắt đầu thử ăn không được. Cái nước dùng của nó rất là ngon ạ. Nó có cái vị chua chua, ngọt của thịt tôm. Thơm thơm của đậu. Thơm thơm của đậu phộng. Và quan trọng nhất là cái sợi mì của nó rất là mềm. Và ăn rất là ngon. Thưa quý vị và các bạn, mì Quảng tôi đã được thưởng thức tại rất là nhiều nơi, ví dụ như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ngày hôm nay được thưởng thức một tô mì Quảng chứ danh tại số 1A Hải Phòng của thành phố Đà Nẵng thì đúng là mùi vị của nó khác rất là nhiều. Ở đây thì tôi thấy sợi mì khá là thô. Tuy nhiên khi mà ăn thì nó có một độ mềm và có cả vị thơm nữa. Và không hề bị khô như là những nơi khác mà tôi đã từng ăn. Ngoài ra thì một cái đặc trưng tạo ra cái hương vị cho bát mì Quảng này đó là nước dùng ạ. Nước dùng như người miền Bắc thì gọi là nước dùng đấy cơ. Nước dùng ở đây thì có vị ngọt, vị thơm. Ngoài ra cái tô mì Quảng này còn có vị bùi của đậu phộng hay còn gọi là lạc giang. Tôm ở đây thì cũng rất là tươi và cũng rất là ngọt. Đúng là thưởng thức một tô mì Quảng tại thành phố Đà Nẵng thì khác hoàn toàn so với những địa danh khác. Nó tạo ra một cái nét đặc trưng riêng và tạo ra một đặc sản vùng miền mà không ở đâu có thể so sánh được. Trình bày của mì Quảng cũng có nét riêng biệt. Đầu tiên cho vào tô là rau sống với đủ loại rau như trên, tiếp đến là mì sợi và chan nước, nhưng sau đó cho hành và ngò lá xanh, đậu phụng rải đều, bánh tráng và một quả ớt xanh kèm với một lát chanh mỏng. Không như phở, nước nhưng mì có độ đậm đặc của tôm dã nhuyễn và những nguyên liệu đặc trưng vừa đủ độ béo, đậm và ngọt. Vì vậy, nước chan cho mì rất ít, không bao giờ ngập lên sợi mì, bố cục đẹp mắt. Để một tô mì Quảng đúng chất và ngon, phải theo quy trình chế biến từ lá mì cho đến khâu chế biến, cũng như các loại gia vị đi kèm và phải dùng lúc còn nóng. Mì Quảng bây giờ đã đi khắp trong Nam, ngoài Bắc và trở thành món ăn đặc trưng của cả miền Trung, chính là vì vậy. Và đã trở thành món ngon không thể bỏ lỡ nếu một lần nếm thử. Giữa thủ đô hay các thành phố lớn, mì Quảng với những nét đặc trưng của mình đã trở thành món ăn có mặt ở khắp nơi và cũng đã có những biến tấu khác nhau. Song khi rời khỏi vùng đất sinh ra nó, mì Quảng không còn thuần túy là món ăn nữa mà trở thành một trong những biểu tượng văn hóa của một vùng đất, là cái hồn nghệ thuật ẩm thực của vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng.